tổng hợp tình huống hài động vật không cười không lấy tiền phần 52. Anh gì đó ơi, cho em xin anh Tư được không? Bà gõ gõ thì bất ngờ. Ngộ không quay qua giật mình lọt bà xuống đất. Không ai bắt bà đi cua khỉ bớt để mặt mọc được không? Tưởng yêu quái phương nào không á má. Tiếp theo, cái yêu lại đây với anh. Cục bông tung tăng và cái kết. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Để lướt qua như một cơn gió. Bất ngờ chưa ông già. Hello ông già, tôi qua hàng xóm chơi đây. Giận xanh người, hình như ta nuôi mày hơi lâu thì phải. Còn đây, Bạch công tử đang lang thang. Thằng kia, đứa nào kêu tao vậy bay? Đây, cho cái bánh này. Hey, lụm đi. Ủa gì vậy ba? Úi giời ơi, tưởng gì, ngửi ngửi rồi á thị. Ôi trời ơi. Xin lỗi nha, nhưng mà mắc tè quá. Phẹt phẹt, các tao thèm. Chê nha ba. Các anh chị động vật lại chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Còn mọi người thì sao nè? Comment chia sẻ cùng Tin Ba Phúc Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Ba Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.